đây là một trận rank đơn để lên 70 sao với con bài quen thuộc là Enzo, nhưng lần này team hắn gần như đã bị counter với team bạn với lượng sốc sát thương đến từ Rishi, Ben và đáng sợ hơn hết là miễn khống chế đến từ Chona. Với hình ảnh quen thuộc là một bộ vest đen cùng với giao diện chưa bao giờ có cục vàng thì không khó để mọi người nhận ra hắn chính là tài Enzo. Đó là gank đầu tiên, nỗ lực hạ ban của hắn nó không thành và nó vô tình đưa hắn vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên hắn vẫn hạ được Chona và rút lui. Cứ tưởng rằng đã an toàn, nhưng tình huống bất ngờ đã xảy ra. Rishi như một sát thủ, dứt khoát tóc biến và ulti. Nếu lên cùng bảo tố thì chắc chắn pha này hắn đã nằm xuống. Trải qua tình huống bất ngờ vừa rồi, hắn đã quyết tâm phải trả thù bằng được Rishi. Truy đuổi con mồi đến cùng, thậm chí là băng trụ, như một lời khẳng định ai mới thật sự là sát thủ. Với khả năng đọc map của một kẻ chuyên đi săn thì rất có thể đang có kẻ nấp bụi để chờ thời cơ cướp bùa xanh, hoặc nguy hiểm hơn là tấn công bất ngờ khi hắn di chuyển ra mid. Và lần phán đoán chính xác này đã giúp ngăn chặn được âm mưu của team bạn. Và tất nhiên con mồi tiếp theo sau Rishi chính là Ryoma. Táo bạo, tự tin với những pha câu hồn rất dứt khoát khiến cho team bạn bất ngờ không thể nào phản ứng kịp. Đến giai đoạn này thì có thể nói bạn xanh thì bạn làm gì cũng đúng. Và hắn đã lên cho mình hẳn giáp Gaia, một điều mà hiếm thấy người chơi Enzo khác. Và mục đích của hắn khi lên giáp Gaia chính là tăng khả năng chống chịu và phục vụ cho những pha băng trụ sau đây. Lên rìu cho thấy sức mạnh đáng sợ của Enzo. Đánh trực tiếp tại nhà chính của team bạn là điều rất khó có thể xảy ra nếu như chúng ta lên cùng. Sau pha băng trụ vừa rồi của hắn, team bạn đã bị giáng một đòn tâm lý cực mạnh. Và đây chính là thời điểm tốt nhất để kết thúc trận đấu.